Chào tất cả các em. Chúng ta đang ở phần Sinh thái học lớp 12, bài 42 Hệ sinh thái. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau đây: Khái niệm về hệ sinh thái, các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất, bao gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Trước hết là khái niệm về hệ sinh thái. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh, tức là môi trường vô sinh của quần xã. Sinh vật trong quần xã thì luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh. Nhờ đó hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Trên hình 42.1, chúng ta thấy là ở đây người ta mô tả à, hai thành phần của một hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh tức là môi trường vô sinh của quần xã đó trong quần xã sinh vật thì chúng ta thấy các cái sinh vật trong quần xã thường tác động lẫn nhau ví dụ như sinh vật sản xuất là nguồn thức ăn cho sinh vật tiêu thụ rồi sinh vật tiêu thụ là động vật ăn thực vật sẽ là nguồn thức ăn cho sinh vật tiêu thụ là động vật ăn thịt. Và cuối cùng là xác của sinh vật sản xuất hay sinh vật tiêu thụ sẽ được sinh vật phân giải tác động. Đó chính là vi khuẩn và nấm. Để chuyển hóa các chất hữu cơ thành các chất vô cơ trả về môi trường. Đồng thời các sinh vật trong quần xã cũng có tác động qua lại đối với các thành phần vô sinh của sinh cảnh như ánh sáng, khí hậu như nhiệt độ, không khí, lượng mưa, gió hay là cấu trúc đất hay hàm lượng nước, xác sinh vật. Sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các sinh vật trong quần xã cũng như là tác động qua lại với thành phần vô sinh của sinh cảnh làm cho hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Trong hệ sinh thái trao đổi vật chất và năng lượng giữa các sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với sinh cảnh của chúng, biểu hiện chức năng của một tổ chức sống. Trong đó, quá trình đồng hóa sử dụng năng lượng mặt trời tổng hợp các chất hữu cơ do các sinh vật tự dưỡng, còn quá trình dị hóa là do các sinh vật phân giải thực hiện. Như vậy chúng ta lưu ý là hệ sinh thái thì khác với ở khái niệm quần xã. Ở khái niệm quần xã chúng ta chỉ À, để ý tới là trong quần xã thì có nhiều quần thể khác loài à, có tác động qua lại lẫn nhau. Còn đến khái niệm hệ sinh thái thì chúng ta không chỉ quan tâm đến sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các quần thể khác loài trong quần xã mà chúng ta còn quan tâm đến cái sự tác động qua lại giữa quần xã với môi trường sống của chúng nữa. Chúng ta lưu ý là đã là hệ sinh thái thì phải có trao đổi vật chất và năng lượng giữa sinh vật trong nội bộ quần xã và giữa quần xã với hít sinh cảnh của chúng. Để đảm bảo cái sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa quần xã và sinh cảnh thì chúng ta lưu ý là một hệ sinh thái nhất thiết là cần phải có sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải. Một lưu ý nữa thì kích thước của một hệ sinh thái rất là đa dạng. Một hệ sinh thái có thể nhỏ như một giọt nước ao hay là một bể cá cảnh hoặc có thể rất lớn như là trái đất. Trái đất chúng ta được xem là hệ sinh thái lớn nhất. Bất kỳ một sự gắn kết nào giữa các sinh vật với nhân tố sinh thái của môi trường để tạo thành một chu trình sinh học hoàn chỉnh, dù ở mức đơn giản nhất, đều được coi là một hệ sinh thái. Chúng ta lưu ý là một giọt nước ao sẽ được xem là một hệ sinh thái nếu như trong giọt nước ao đó có sinh vật sản xuất, ví dụ như các loại vi khuẩn lam hay là tảo. Chúng có khả năng quan hợp để chuyển chất vô cơ thành chất hữu cơ cũng như là sẽ có các loại vi khuẩn phân giải ở trong giọt nước ao đó để chuyển hóa chất hữu cơ thành chất vô cơ trả về môi trường thì giọt nước ao đó được xem là một hệ sinh thái Chúng ta có thể cho thêm nhiều ví dụ về hệ sinh thái ví dụ như hệ sinh thái một đồng ruộng hệ sinh thái một ao nuôi cá hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới hệ sinh thái ở một thành phố lớn vân vân Chúng ta sang tiếp phần 2 La Mã. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái. Một hệ sinh thái bao gồm hai thành phần cấu trúc: thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. Thành phần vô sinh là môi trường vật lý hay còn gọi là sinh cảnh và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật. Thành phần hữu sinh thì bao gồm nhiều loài sinh vật của quần xã. Tùy theo hình thức dinh dưỡng của từng loài trong hệ sinh thái mà chúng được xếp thành ba nhóm: Sinh vật sản xuất là sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên các chất hữu cơ. Sinh vật sản xuất gồm thực vật là chủ yếu và một số hố vi sinh vật tự dưỡng. Sinh vật tiêu thụ thì gồm các loài động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật. Sinh vật phân giải gồm chủ yếu là các loài vi khuẩn, nấm, một số loài động vật không xương sống như run đất hay sâu bọ. Chúng phân giải xác chết và chất thải của sinh vật thành các chất vô cơ. Như vậy chúng ta quay lại hình 42.1, chúng ta thấy là thành phần cấu trúc của hệ sinh thái thì bao gồm thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. Thành phần vô sinh chính là sinh cảnh, còn thành phần hữu sinh chính là quần xã sinh vật. Trong thành phần vô sinh thì À, chúng ta thấy có các yếu tố vật lý như ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, gió, đất, nước và đặc biệt chúng ta lưu ý là xác à, sinh vật à, là thuộc thành phần vô sinh nha các bạn. Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái thì bao gồm 3 nhóm sinh vật: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Trong đó chúng ta lưu ý là sinh vật sản xuất thì không phải chỉ có thực vật. Sinh vật sản xuất thì chủ yếu là thực vật. Tuy nhiên, còn có các loại vi khuẩn có khả năng quan hợp, ví dụ như là vi khuẩn lam hay là vi khuẩn lưu hình màu lục, màu tía đó các bạn. Tức là những loại sinh vật có khả năng tự dưỡng sinh vật sản xuất thì bao gồm các loài sinh vật có khả năng tự dưỡng, tức là tự tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Sinh vật tiêu thụ thì bao gồm động vật, ăn thực vật, chúng ta có thể gọi là động vật ăn cỏ, và à, động vật ăn thịt tức là động vật ăn động vật tiếp theo là sinh vật phân giải sinh vật phân giải thì gồm chủ yếu là vi khuẩn và nấm tuy nhiên chúng ta có một cái lưu ý là một số loài động vật không xương sống như giun đất hay sâu bọ thì cũng được xếp vào nhóm sinh vật phân giải nha các bạn nói chung sinh vật phân giải là những sinh vật mà à, chúng sẽ phân giải xác chết các chất thải của sinh vật, tức là chuyển hóa các chất hữu cơ thành ra chất vô cơ. để chúng ta phân biệt với hít sinh vật sản xuất. sinh vật sản xuất là những sinh vật mà sẽ có vai trò là chuyển hóa chất vô cơ trong môi trường thành ra chất hữu cơ đưa vào trong quần xã. còn sinh vật phân giải thì được xem là sinh vật khoáng hóa vật chất nha các bạn. người ta dùng từ là sinh vật phân giải hay còn gọi là uh, sinh vật khoáng hóa vật chất dị dưỡng và sống hoại sinh nha các bạn. Dị dưỡng hoại sinh tức là sống trên ở xác chết của các loại sinh vật, động vật, thực vật. Một lưu ý nữa là trong sinh vật phân giải thì có các cái loài nấm. Thì nấm không phải chỉ là những loại nấm nhỏ li ti, mà các loại nấm như là nấm rơm, nấm mèo hay là nấm linh chi những loại nấm mũ lớn chúng ta có thể ăn được thì nó cũng được xếp vào là các sinh vật phân giải đó các bạn. Nói tóm lại là trong thành phần hữu sinh của quần xã sinh vật thì sinh vật sẽ được chia chủ yếu thành ba nhóm là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Và để đảm bảo cái sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa quần xã với môi trường thì nhất thiết là cần phải có sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải. Để đảm bảo có cái loài sinh vật giúp chuyển hóa các chất vô cơ thành chất hữu cơ đưa vào trong quần xã và cần có sinh vật phân giải để đảm bảo các chất hữu cơ trong quần xã được chuyển hóa thành các chất vô cơ trả về môi trường để tạo ra một cái vòng tuần hoàn về vật chất trong hệ sinh thái. Chúng ta sang tiếp phần 3 La Mã, các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất. Các hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn, và nhóm hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái dưới nước gồm có hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt. Ngoài ra, với sức mạnh và trí tuệ của mình, con người cải tạo thiên nhiên và xây dựng nên nhiều hệ sinh thái mới gọi chung là các hệ sinh thái nhân tạo. Trước hết là các hệ sinh thái tự nhiên, các hệ sinh thái trên cạn. Các hệ sinh thái trên cạn chủ yếu gồm hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, sa van đồng cỏ, Thảo nguyên, rừng lá rộng ôn đới, rừng thông phương bắc và đồng rêu hàng đới. Trên hình 42.2, chúng ta thấy có những hệ sinh thái trên cạn. Ở hình A đó chính là hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Hình B chính là hệ sinh thái ở sa mạc. Hình C là hệ sinh thái đồng rêu hàng đới, đây là hệ sinh thái ở trên cạn. Hình D chính là hệ sinh thái dưới nước, chính là rạn san hô. Hệ sinh thái dưới nước được phân loại theo vị trí phân bố trên đất liền, đại dương và đặc điểm sinh thái chịu mặn của các loài sinh vật. Cách phân loại hệ sinh thái dưới nước là dựa trên vị trí phân bố trên đất liền hay là đại dương cũng như là đặc điểm sinh thái chịu mặn của các loài sinh vật. Người ta chia hệ sinh thái dưới nước thành hai nhóm là hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt. Các hệ sinh thái nước mặn bao gồm cả vùng nước lợ Điển hình ở vùng ven biển là rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô và hệ sinh thái vùng biển khơi. Các hệ sinh thái nước ngọt thì được chia thành ra các hệ sinh thái nước đứng như ao, hồ và hệ sinh thái nước chảy như sông, suối. Để dễ dàng nhớ được các kiểu phân loại hệ sinh thái, chúng ta có thể học sơ đồ sau đây. Hệ sinh thái thì bao gồm hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo. Trong hệ sinh thái tự nhiên thì người ta sẽ chia thành hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái trên cạn ở vùng Bắc Cực thì có đồng rêu hàng đới. Ở vùng cận Bắc Cực thì có rừng lá kim phương Bắc. Ở vùng ôn đới thì có rừng lá rộng, thảo nguyên và rừng địa Trung Hải. Ở vùng nhiệt đới thì có rừng mưa nhiệt đới, savan, hoang mạc và sa mạc. Hệ sinh thái dưới nước thì bao gồm hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt. Hệ sinh thái dưới nước thì bao gồm hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt. Trong hệ sinh thái nước mặn thì người ta chia thành hệ sinh thái ven bờ và hệ sinh thái vùng khơi. Hệ sinh thái ven bờ thì bao gồm rừng ngập mặn, cỏ biển rạn san hô. Hệ sinh thái nước ngọt thì bao gồm hệ sinh thái nước đứng và hệ sinh thái nước chảy. Hệ sinh thái nước đứng như là ao hồ, hệ sinh thái nước chảy như là sông suối. Ở hệ sinh thái nhân tạo thì chúng ta thấy uh, có các cái hệ sinh thái như là đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng hoặc là hệ sinh thái thành phố. Trên hình 42.3 uh, chúng ta thấy Uh, có các hệ sinh thái nhân tạo. Ở hình A đó là hệ sinh thái một đồng ngô. Và ở hình B là hệ sinh thái rừng ngập mặn trồng ven biển. Ở rừng ngập mặn thì chúng ta thấy có các loại cây như sú vẹt, đước đó các bạn. Trong nhiều hệ sinh thái nhân tạo thì nguồn năng lượng sử dụng giống như các hệ sinh thái tự nhiên. Chủ yếu cũng chính là lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời đó các bạn để nâng cao hiệu quả sử dụng thì người ta còn bổ sung cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng khác. Đồng thời thực hiện các biện pháp cải tạo hệ sinh thái. Ví dụ như ở vườn cây thanh long, người ta có thể thắp thêm đèn cho cây thanh long đó các bạn. Hoặc là bổ sung thêm nguồn vật chất, ví dụ như là bón các loại phân vi sinh hoặc là phân bón hóa học. Và có các biện pháp cải tạo hệ sinh thái ví dụ như là tưới nước nè, làm cỏ sụt bùn hoặc là thâu chua rửa mặn vân vân hệ sinh thái nông nghiệp thì cần bón thêm phân tưới nước và diệt cỏ dại hệ sinh thái rừng trồng cần có biện pháp tỉa thưa hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm cá thì cần loại bỏ các loài tảo độc và cá dữ ở đây chúng ta có câu trắc nghiệm các kiểu hệ sinh thái nào sau đây thì có đặc điểm là năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu được cung cấp thêm một phần vật chất và số lượng loài hạn chế. Đặc điểm có sự cung cấp thêm một phần vật chất, đây là hệ sinh thái nhân tạo. Cũng như là cái ý có số loài hạn chế thì là thuộc hệ sinh thái nhân tạo. Và do vậy cho nên là ý A và ý C, hệ sinh thái biển và hệ sinh thái rừng nguyên nhiệt đới thì chúng ta không chọn được. Đó chính là hệ sinh thái tự nhiên có số lượng loài rất là nhiều, đa dạng ở đây chúng ta sẽ phân vân hệ sinh thái thành phố và hệ sinh thái nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta thấy hệ sinh thái thành phố thì số lượng sinh vật sản xuất thì tương đối là ít. Chủ yếu là nhà cửa, các cái công trình giao thông, công trình xây dựng. Cho nên năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu thì không phải. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án đó chính là hệ sinh thái nông nghiệp. Ví dụ như hệ sinh thái ruộng lúa, hệ sinh thái một đồng ngô, nương rẫy trồng khoai, vân vân. Để dễ dàng so sánh hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần giống nhau và khác nhau giữa chúng. Hệ sinh thái tự nhiên hay hệ sinh thái nhân tạo thì chúng ta lưu ý là chúng đều là hệ sinh thái cho nên nó sẽ bao gồm quần xã sinh vật cũng như là sinh cảnh. Đã là một hệ sinh thái thì phải có thành phần vô sinh là sinh cảnh và thành phần hữu sinh chính là quần xã sinh vật. Và đều là hệ sinh thái cho nên chúng ta lưu ý hệ sinh thái là người ta có sự nhấn mạnh, trao đổi chất và năng lượng giữa quần xã và sinh cảnh. Về khác nhau, ở đây cô có một số các gợi ý để chúng ta có thể so sánh. nè Số lượng loài nhiều hay ít thì chúng ta thấy là trong hệ sinh thái tự nhiên thì số lượng loài sẽ sẽ rất là nhiều. Còn hệ sinh thái nhân tạo thì ít hơn, chúng ta chỉ quan tâm tới những cái loài mà đem lại lợi ích kinh tế cho chúng ta. Ví dụ như hệ sinh thái một ruộng lúa thì chúng ta sẽ tiêu diệt hết các loài cỏ dại, các loài côn trùng gây hại, nấm vi khuẩn ký sinh chúng ta cũng sẽ sử dụng các biện pháp để tiêu diệt chúng, cho nên là số loài ít thôi. Về độ ổn định thì hệ sinh thái tự nhiên sẽ có số lượng loài nhiều cho nên độ ổn định cũng cao hơn hệ sinh thái nhân tạo thì độ ổn định rất là thấp nếu như không có sự chăm sóc của con người thì hệ sinh thái nhân tạo rất là dễ đi vào suy thoái và trong hệ sinh thái tự nhiên thì chúng ta lưu ý có rất là nhiều loài sinh vật cho nên sự khống chế lẫn nhau giữa các loài nó rất là tốt cho nên là nó sẽ ít có dịch bệnh khó bị dịch bệnh hơn trong khi ở hệ sinh thái nhân tạo thì rất là dễ bị dịch bệnh. Chỉ cần không có bàn tay của con người chăm sóc thì các loại nấm vi khuẩn ký sinh hoặc các loại côn trùng gây hại sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Về đặc điểm có được bổ sung thêm vật chất và năng lượng hay các biện pháp cải tạo hay không thì hệ sinh thái tự nhiên như là rừng mưa nhiệt đới sẽ không có sự bổ sung thêm vật chất và năng lượng hay là các biện pháp cải tạo ha các bạn. Còn ở hệ sinh thái nhân tạo thì có ví dụ như là bón phân tưới nước hoặc là sử dụng các cái hóc môn tăng trưởng hoặc là sử dụng các biện pháp tiêu diệt cỏ dại à, sâu hại cũng như là có thể thắp thêm đèn bổ sung thêm nguồn năng lượng về tốc độ sinh trưởng thì ở hệ sinh thái tự nhiên chúng ta thấy là rất là chậm do có sự khống chế chặt chẽ giữa các loài trong quần xã ở hệ sinh thái nhân tạo thì rất là nhanh năng suất sinh học ở hệ sinh thái tự nhiên thì thấp còn ở hệ sinh thái nhân tạo thì sẽ cao hơn. Lúa mọc hoang dài trong tự nhiên thì không thể nào à, trên một hecta chúng ta thu được 5 tấn, 7 tấn. Nhưng mà ở hệ sinh thái nhân tạo ở một ruộng lúa thì hoàn toàn chúng ta có thể một hecta có thể thu được 5 tấn lúa, à, thậm chí có thể nhiều hơn. Trách nhiệm câu 1 để đảm bảo sự trao đổi vật chất và năng lượng, hệ sinh thái cần tối thiểu những nhóm sinh vật nào sau đây? Để đảm bảo sự trao đổi vật chất và năng lượng thì hệ sinh thái ít nhất là cần phải có à, sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải ha các bạn. Câu C ha. À, câu số 2. Có bao nhiêu sinh vật sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất? 1. Nấm rơm, 2. Duôn đất, 3. Vi khuẩn lam và 4. là tảo lục đơn bào. Sinh vật sản xuất là những sinh vật có khả năng tự dưỡng, có khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ, bao gồm chủ yếu là thực vật và các loại vi khuẩn có khả năng quang hợp. Do vậy, chúng ta sẽ chọn là vi khuẩn lam và tảo lục đơn bào. Còn nấm rơm và run đất thì thuộc sinh vật phân giải. Đáp án là câu bờ ha các bạn. Câu 3. Có bao nhiêu sinh vật sau đây thuộc nhóm sinh vật phân giải? Sinh vật phân giải là những sinh vật dị dưỡng hoại sinh. Chúng sống trên những xác chết sinh vật phân giải các chất hữu cơ thành ra các chất vô cơ trả về môi trường bao gồm vi khuẩn, nấm và một số loại động vật không xương sống như là giun đất hay một số loại sâu bọ. Do vậy chúng ta sẽ chọn vi khuẩn lên men thối, tức là vi khuẩn phân giải protein đó các bạn. Rồi nấm men phân giải carbohydrate tức là chuyển hóa đường thành rượu đó các bạn vi khuẩn đắc tích cũng là thuộc nhóm sinh vật phân giải đó các bạn còn rêu thì chính là một loại thực vật có khả năng tự dưỡng chính là sinh vật sản xuất như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu c ha câu thứ tư một hệ sinh thái điển hình thì có các thành phần cấu trúc là một hệ sinh thái điển hình thì chúng ta biết là gồm thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh thành phần vô sinh chính là sinh cảnh còn thành phần hữu sinh chính là quần xã sinh vật Câu số 5, người ta chia hệ sinh thái dưới nước thành hai nhóm là chúng ta lưu ý những câu hỏi như thế này thì chúng ta phải nhớ lại cái sơ đồ lúc nãy cô đã hướng dẫn để chúng ta trả lời cho chính xác. Thì hệ sinh thái dưới nước sẽ bao gồm hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt. Bờ. Câu 6. Ví dụ nào sau đây được xem là hệ sinh thái nhân tạo? Hệ sinh thái nhân tạo ở đây chính là rừng cao su ha các bạn. Đây chính là rừng do con người trồng. Có số loài hạn chế thôi, chủ yếu là cây cao su. Như vậy cô hướng dẫn cho các bạn nội dung của bài 42 của sinh thái.